Sau hai phần thành công của loạt phim Kingsman thì hôm nay mình xin review cho các bạn phần phim tiếp theo, The Kingsman, khởi nguồn tổ chức tình báo thần bí nước Anh. Fan của những phim hành động điệp viên thì chắc chắn không thể bỏ qua chuỗi phim này. Câu chuyện bắt đầu năm 1902 tại một doanh trại quân đội. Khi con Jack còn nhỏ cùng cha mẹ đến thăm tướng quân Anh, bất chợt bị một sát thủ bắn tỉa từ xa ám sát. Phát súng chí mạng đã bắn trúng người mẹ. Vệ sĩ Zeller cũng kịp thời giết chết sát thủ, nhưng người mẹ đã phải ra đi vĩnh viễn trước mắt cậu con trai nhỏ bé. 10 năm sau, cậu nhỏ con Jack giờ đã là một phi công tài giỏi, hàng ngày tập luyện cùng vệ sĩ Zeller vô cùng nghiêm khắc. Hôm nay, người bố mang con Jack tới tiệm may Kingsman đóng một bộ vest quý tộc, quyết định từ đây sẽ cho con Jack vào đời. Phía khác, tại một ngọn núi hẻo lánh, lối lên duy nhất là một chiếc thang máy kéo tay, trên đỉnh là tổ chức khủng bố Illuminati đang nhóm họp. Mỗi giáo đồ sẽ được đeo một chiếc nhẫn, bên trong chứa một viên thuốc độc để tự sát nếu nhiệm vụ thất bại. Giáo chủ đầu chọc đang muốn gây ra chiến tranh thế giới thứ nhất bằng cách ám sát tướng lĩnh khi các nước thăm nhau. Giáo đồ Abe nhận nhiệm vụ cái bom và bình rượu. Chào đón công tước của nước Áo hôm nay sang thăm nước Anh, con Jack và cha cũng là công tước nên cùng ngồi trên xe đó. Abe không ngần ngại ném quả bom ra. Con Jack nhanh tay đánh bật quả bom xuống xe phía dưới, như vậy tạm thời cứu được công tước Áo một lần. Lát sau sát thủ Abe thất bại định lấy viên thuốc ra tự vẫn. Đen đủi thế nào, công tước Áo lại lần nữa đi qua đây. Không ngần ngại, hắn rút súng ra bắn chết hai vợ chồng này. Sau việc này, thủ tướng Áo lập tức huy động quân đội. Mà vua của ba nước Anh, Đức và Nga vốn là anh em họ từ nhỏ, lớn lên lần lượt làm vua của ba quốc gia. Hai người em Đức và Anh luôn muốn hòa bình, nhưng người Anh cả là nước Nga thì luôn muốn gây chiến. Hơn nữa, cận vệ bên cạnh hắn lại là giáo đồ tổ chức Illuminati nên kích động chiến tranh rằng nước Anh đang cố ý gây sự. Nga hoàng ngốc nghếch tất nhiên lập tức gây chiến. Quân đội ba nước theo lệnh cứ thế phải xông lên, hàng vạn binh sĩ chết như mưa dưới làn mưa đạn. Chiến tranh thứ nhất cứ vậy nhanh chóng kéo dài được 2 năm, hàng triệu người đã chết vì ba vị vua nhu nhược. Giáo chủ Illuminati lúc này muốn thực hiện bước 2, đó là giúp Nga khỏi cuộc chiến để Đức chiếm nước Anh, và nhiệm vụ này sẽ do là Rasputin thực hiện. Phía bên này con Jack muốn xin nhập ngũ nhưng chưa đủ tuổi và người cha cũng không cho đi, bởi ông biết rằng 10 người ra trận thì 9 người chết. Con Jack lại muốn xin gia nhập quân y, nhưng người bố vẫn nằng nặc từ chối. Phía khác, Rasputin cho thuốc phiện và viên kẹo. Con trai của Nga Hoàng ăn xong liền xúi bọt mép lên cơn ngáo. Rasputin nói với Nga Hoàng rời bỏ cuộc chiến thì con trai ông sẽ được cứu. Quả nhiên khi ông ta nghe theo, lập tức Rasputin làm cho con trai tỉnh lại. Tin tức này cũng được mật vụ nhìn thấy và báo về cho nam chính ở nhà. Đại tá Morton đề nghị đại tướng Anh sang Nga để đàm phán. Con Jack xin đi theo nhưng một lần nữa người cha lại không cho đi, cho nên chỉ có Morton và đại tướng đi tàu sang Nga đàm phán. Đến nửa đêm, đại tá Morton bỏ ra ngoài chiến thuyền thì ở phía xa đã có một tàu ngầm tiếp cận. Một kẻ đeo nhẫn hội khủng bố trực tiếp bắn như lôi ra từ bên trong tiễn đại tướng Anh trong tàu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Thấy tình hình đất nước đang cực kỳ lâm nguy, con rất nằng nặc xin cha mình cho cậu nhập ngũ. Đến lúc này, công tước mới đưa cậu vào căn phòng bí mật, bên trong là văn phòng tình báo ngầm của chính ông xây dựng. Bên ngoài vốn là người không màng chính sự nên làm tình báo càng dễ che giấu thân phận của mình. Bằng cách tổ chức một mạng lưới tình báo chuyên là người hầu khắp nơi nên biết được chính xác nơi giam kẻ ám sát công tước Áo. Phát hiện chiếc nhẫn của tổ chức bí mật Illuminati, hơn nữa Polly cũng nhận được tin người hầu ở cung điện Nga báo về Rasputin cũng có một chiếc nhẫn giống hệt như vậy. Bây giờ chỉ có giết Rasputin thì mới thay đổi được Nga Hoàng. Ngay lập tức, cả nhóm tiến hành kế hoạch ám sát Rasputin. Tình báo nói rằng hắn là người làng gốm và rất thích ăn bánh ngọt, nên dự định dùng con rắc dỗ hắn và cho độc vào trong bánh. Trực tiếp hai bố con đến không viện Nga làm khách của Nga Hoàng. Vì biết hắn thích thông mông nên con rắc cũng giả vờ 3D để gạ kèo hắn và ngủ. Không ngờ hắn lại có nhã hứng với ông bố già, Rasputin liền kéo ông vào phòng, cởi quần định làm cho đồi bại. Hắn cũng chẳng nghi ngờ ăn hết luôn cái bánh ngọt trên bàn. Cứ tưởng rằng mọi việc thuận lợi, bất chợt Rasputin lại nôn hết cái vừa ăn ra. Hóa ra hắn đã sớm biết trong bánh có độc bởi ngày nào hắn cũng ăn một chút độc nên quen vị rồi. Rasputin mới lừa cho ông bố ra ngoài dìm vào về nước giết đi. Nghe tiếng động, con rắc cùng cộng sự vội vàng xông vào. Zeller cố gắng ra đòn hiểm độc để hạ gục Rasputin nhưng cũng không thể ngờ hắn lại võ công cao cường đến vậy. Không những bị hắn đả thương mà còn bị hắn đâm cho một cây kim chứa thuốc phiện. Đúng lúc Rasputin rút kiếm định kết liễu Zeller, con rắc bắn ra một viên kịp thời làm bay kiếm của hắn. Khốn nạn thay lúc này lại bị kẹt đạn. Kết quả một người nữa lại bị hắn cho ăn hành. May mắn lúc này người bố trở lại rút kiếm ra chiến đấu, hai bố con kết hợp mới đả thương được Rasputin. Hắn vùng lên mạnh mẽ, tưởng chừng thoát khỏi nhưng ông bố dùng hết sức mình đâm thanh kiếm thấu tim, đẩy hắn xuống hồ nước cho chết hẳn. Lát sau hắn lại trồi lên định đâm lén hai bố con. Cũng may là cô hầu gái cho hắn viên đạn vào đầu. Giáo chủ khủng bố Illuminati biết chuyện hết sức tức giận, liền ra lệnh cho Lenin phải truyền bá tư tưởng thay đổi Nga Hoàng. Hôm nay hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là sinh nhật 18 tuổi của con Jack. Ngay lập tức, hôm sau cậu tới xin nhập ngũ luôn. Cùng lúc này, phía nước Đức vì lo sợ Mỹ tham chiến sẽ về phe nước Anh nên gửi đi một bức điện tín được mã hóa cao nhất. Phía tình báo Anh cũng ngay lập tức bắt được nhưng không giải mã nổi,
chỉ có người hầu gái Polly giải mã được là nước Đức muốn Mexico xâm lược Mỹ để phân tán nước Mỹ ra. Không ngờ phía Mỹ lại không tin bước điện tính này, trừ khi có bằng chứng rõ ràng thuyết phục. Phía bên ngoài chiến trường, con giáp được lệnh trở về làm bàn giấy nhưng vì quá muốn chiến đấu nên đã đổi quân phục cho một binh nhì. Thành công được vác súng ra chiến trường ác liệt. Ngay mùa buổi tiên vừa bước xuống chiến hào, một quân Đức bất chấp xông từ chiến tuyến bên kia sang. Cả hai bên không biết nên đều điên cuồng xả đạn. Rất nhanh đã bắn người lính kia ngã xuống kẹt giữa hai bên. Hóa ra đó là tình báo anh nằm vùng ở Đức chạy về, giờ cần 6 người xung phong nửa đêm đi giải cứu, lập tức con giáp bước lên nhận ngay. Buổi tối 6 người lính dũng cảm mò lên vùng chiến sự, rất nhanh chóng họ cũng đối mặt với nhau lính Đức nhưng không ai dám bắn, vì giờ mà nổ súng thì cả chiến tuyến hai bên sẽ xả đạn vào họ. Không ai có thể sống trong làn mưa đạn đó. Thế là hai phe chỉ còn cách cầm dao ra solo. Rất nhanh từng người bị hạ gục, một mình con giáp đã giết được một tên, nhưng vẫn còn tên hùng hổ lao tới. Nhờ quá trình huấn luyện kỹ càng, con giáp mới may mắn hạ được hai tên. Khốn nạn thay tên cầm búa khỏe nhất hất văng con giáp đi, đẩy anh vào tình huống nguy cấp. Đồng đội thấy vậy chỉ đành rút súng ra hắn. Ngay khi thấy tiếng súng vang lên, lập tức chiến hào hai bên xả đạn chết hết cả nhóm. Pháo sáng cũng bắn lên làm con giáp lộ vị trí. Anh chỉ còn nước chạy tụt hết cả quần rơi xuống chiến hào tạm trú. Cũng vừa hay rơi đúng chỗ người tình báo cần giải cứu đang nằm ở đây. Điệp viên đã cụt chân đưa cho con giáp một cuốn sổ nói đưa về với bộ chỉ huy là có thể kết thúc cuộc chiến này. Con giáp không bỏ mặc mà liều mình cũng anh ta trở về bằng được. Quân đội bên mình thấy thế ra sức bắn yểm trợ cho anh. Cứ như vậy, con giáp chạy băng băng qua làn mưa đạn, không ngờ về tới chiến nào vẫn dính một quả bom. Kết quả, người lính kia đã chắn hết bom cho con giáp được sống. Con giáp vội vàng xưng tên binh nhì mà cậu đã đổi quân phục và đưa cuốn sổ ra. Khốn nạn thay lại gặp đúng người bạn của binh nhì đang ở ngay cạnh hắn, thấy không phải liền nghĩ rằng con giáp là quân Đức giả danh, lập tức rút súng ra bắn một viên giữa sọ con giáp. Trong quân đội tốt nhất đừng nên đổi quân phục làm gì, chỉ khổ thân người cha ở nhà khóc hết nước mắt. Sau việc này, Nga hoàng thoái vị để lại vương quyền cho Lenin. Người cha cũng biết rằng cuốn sổ là bản gốc của bức điện tín, giờ chỉ cần trao cho Mỹ thì họ sẽ tham chiến giúp nước Anh. Giáo chủ khủng bố biết tin thì rất tức giận, lập tức ra lệnh cho cô gái Mata xâm nhập Nhà Trắng mê hoặc Tổng thống Mỹ trước. Cùng lúc này, tiền thân của tổ chức Kingsman cũng nhóm họp. Người hầu trong Nhà Trắng báo về Tổng thống Mỹ đã bị mê hoặc, phớt lờ mọi lời khuyên tham chiến mà chỉ nghe theo một cô gái. Ngay lập tức, đích thân người cha đến Nhà Trắng gặp cô ta. Cầm chiếc khăn trên giá, ông cảm thấy nó giống hệt của tên sát thủ lần trước. Tất nhiên, ông biết cô ta thuộc tổ chức Illuminati. Cô gái cũng biết mình bị lộ liền ra tay trước. Đức bản lĩnh hơn, dễ dàng khống chế khiến cô ta ngất lịm. Đại sứ Mỹ cũng cho biết cô ta đã quay lại video Tổng thống phệt mình và dùng nó ép Tổng thống không được tham chiến. Phía Mỹ sẽ đồng ý tham chiến nếu tìm được cuộn băng gốc. Đức mang chiếc khăn đến tiệm Mike Kingman hỏi, biết được loại khăn này chỉ có ở núi Illuminati. Ngay lập tức cả nhóm đến chân núi này, nhưng chúng quá nhiều lính gác bên dưới. Đức lại đích thân lái máy bay muốn nhảy dù, không may gió quá mạnh khiến chiếc máy bay mất điều khiển, cứ thế quăng quật rơi xuống bổ nhào. Đức nhanh trí rạch đất cánh máy bay kịp thời thoát ra được. Vừa đáp dù xuống treo leo trên mỏm đá ở đây, mà không may là khúc cây mắc dù lại sắp rơi xuống. Cũng may là Đức kịp thời cắt dây dù vào dây cuối cùng. Học theo con dê kiểu bò nằm ngang, nhờ vậy mà thuận lợi leo lên mỏm đá. Hơn nữa, chú dê tốt bụng lại giúp kéo anh lên, nhờ vậy mà tiếp cận được căn nhà phía bên trong. Giáo chủ Illuminati ra lệnh cho đàn em đưa cuộn băng cho báo chí. Hắn lập tức chạy ra thang máy rời khỏi đây. Đức liều mình lao vào trong nhà chờ thang máy, không may gặp một tên cao to tổ bố bên trong. Ông chỉ kịp thời bắn pháo sang cầu cứu đồng đội. Nhận được lệnh, người hầu gái bắn tỉa đám lính canh dưới chân. Một tên nhận ra căn nhà liền vác súng máy ra xả đạn điên cuồng. Tranh thủ lúc này, Solo đã cầm dao chạy tới móc lốp. Phía bên trên Đức cũng đâm tên đầu tông một kiếm, phóng thêm mấy con dao vào khắp người bên này. Ấy thế mà hắn vẫn sút được Đức bay đi, chỉ còn kịp bám vào treo leo mép gỗ sàn nhà. Phía bên dưới Solo và cô hầu gái đã hạ được hết đám lính canh sau. Solo vội nhảy vào cục đá đối trọng của thang máy rồi cô gái bắn đứt dây, nhờ vậy mà bay một mạch lên đỉnh tháp, chặt đứt luôn cái thủ cấp. Mặc dù cô hầu gái đã cầm cuộn phim gốc trên tay nhưng Đức và Solo muốn nhổ cỏ tận gốc, hai người muốn giết hàng tên giáo chủ Illuminati. Không ngờ tên này đã cầm súng máy chờ sẵn, điên cuồng xả đạn vào bọn họ. Chỉ có nhờ hào quang nhân vật chính Đức mới thoát được ca này. Cứ như vậy, hai bên đấu súng ác liệt, chả mấy chốc chả ai còn viên đạn nào. Theo phong cách quý tộc, giáo chủ Illuminati muốn đấu kiếm sống chết, không ngờ khi tên giáo chủ lộ mặt hóa ra lại là người quen. Hóa ra chính hắn đã giả danh trà trộn vào chính phủ rồi đích thân bắn ngư lôi hạ sát tướng quân Anh. Hắn rút kiếm ra bắn súng, may là Solo lấy thân mình đỡ đạn. Bố có súng đây, hạ hết kiếm xuống. Duke cũng lập tức lao lên đánh một trận sống còn. Nhưng xem chừng giáo chủ đấu kiếm cũng thuộc hàng siêu đỉnh. Thời gian đầu đã chiếm thế thượng phong, mặc dù Duke từ trước tới nay vẫn tự hào đấu kiếm là vô đối, lần đầu tiên gặp phải một đối thủ đáng gờm thế này. Trong một hồi giao chiến kịch liệt, cả hai đều bị đánh bay mất kiếm đi. Giáo chủ bần vựa rút lôi lựu đạn ra ném vào Duke, nhưng kịp thời lấy khiên chắn bị nổ văng ra ngoài.
Giáo chủ tiếp tục cầm kiếm theo ra chiến tiếp, dồn ép Duke tới bờ vực vách đá nguy hiểm vô cùng. Nhưng đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, chú dê rừng dùng sừng nhận hoắt húc thủng chân hắn ta. Duke được nước béo cò bùng lên khống chế được hắn. Chốt một mồ câu con mẹ nhà mày rồi thả luôn hắn rơi xuống vực sâu nát như một cục phân nhão. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng thang máy hỏng rồi thì xuống sau đây. Phía bên này, Tổng thống Mỹ đã nhận được cuốn băng gốc, lập tức tham chiến chống lại Đức Quốc xã và kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhưng hậu duệ của tổ chức Illuminati dường như vẫn còn. Và để duy trì nền hòa bình thế giới, Duke quyết định thành lập một tổ chức Kingman hoạt động độc lập, không bị thủ tục rườm rà của nhà nước chi phối ngay chính tại cửa hàng may mặc Kingman. Chỉ với 6 thành viên ban cán sự chủ chốt, bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.